Xin chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong buổi học thứ hai của tuần thứ ba của môn học Chokup Hankuker môn Verb Y. Và buổi học ngày hôm nay của chúng ta sẽ được bắt đầu bằng cái phần Bujang Mun, tức là các cái câu phủ định trong tiếng Hàn. Câu phủ định trong tiếng Hàn được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, thế và tùy theo động từ hay là tùy theo ngữ nghĩa của từng ngữ cảnh mà nó sẽ có những cái dạng thể hiện khác nhau. Thế và bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn cụ thể từng cái dạng câu phủ định một. Hình thức phủ định đầu tiên đó là hình thức danh từ kết hợp với cả anita. Anita thì chúng ta có thể dịch là trong một số trường hợp thì là không hay là không phải là, bởi vì nó kết hợp với danh từ thì cho nên chúng ta sẽ phải dịch là không phải là. Bạn có thể áp dụng cái cấu trúc này trong những cái trường hợp những cái câu rất là đơn giản, hỏi là cái này có phải là gì không, và bạn khi trả lời là không phải, ví dụ thế. Và ví dụ trong cái ví dụ đầu tiên của chúng ta thì các bạn sẽ hiểu rõ được cái cách dùng của cái từ anita này. Thế và Hơ Tông Hoan, Dân Danh Nhìn sẽ đọc cho các bạn nghe ví dụ đầu tiên nhé. Nè, Hơ Tông Hoan, Dân Danh Nhìn, chúng ta tìm ra. 여기는 수도 서울입니까? 아니요. 여기는 수도 서울이 아닙니다. Và bây giờ thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc lần lượt từng câu và bạn Ngọc sẽ đọc theo. 네, 다시 읽어주세요. 여기는 수도 서울입니까? 여기는 수도 서울입니까? 아니요. 여기는 수도 서울이 아닙니다. 아니요. 여기는 수도 서울이 아닙니다. Như các bạn đã thấy ví dụ rất là đơn giản đúng không? 여기는 수도 서울입니까? 여기는 chúng ta đã gặp rất nhiều rồi, có nghĩa là ở đây. 수도 là thủ đô. Đây là một từ xuất phát từ tiếng Hán. Các bạn thấy là cái âm của nó cũng khá giống tiếng Việt của chúng ta đúng không? 수도 là thủ đô. Thế và 서울 수도 여기는 수도 서울입니까? Ở đây có phải là thủ đô Seoul hay không? 아니요. 여기는 수도 서울이 아닙니다. Không phải. 여기는 ở đây không phải là thủ đô Seoul. Đây là một thành phố khác như các bạn thấy ở trong ảnh. Và chúng ta sẽ chuyển sang những cái ví dụ tiếp theo nhé. Thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc cho các bạn nghe một lượt tất cả các cái ví dụ. 한국의 수도는 부산입니까? 아니요. 부산시는 한국의 수도가 아닙니다. 그 사람이 베트남 사람입니까? 아니요. 그 사람은 베트남 사람이 아니라 한국 사람입니다. Và bây giờ thì bạn nghe thầy Hơ Tông Hoan đọc lại một lần nữa và các bạn đọc cùng nhé. 한국의 수도는 부산입니까? 한국의 수도는 부산입니다. 부산입니까? 부산입니까? 아니요. 부산시는 한국의 수도가 아닙니다. 아니요. 부산시는 한국의 수도가 아닙니다. 그 사람이 베트남 사람입니까? 그 사람이 베트남 사람입니까? 아니요. 그 사람은 베트남 사람이 아니라 한국 사람입니다. 아니요. 그 사람은 베트남 사람이 아니라 한국 사람입니다. 한국의 수도는 부산입니까? Thủ đô của Hàn Quốc là Busan có phải không? Busan là một cái thành phố cảng, một cái thành phố biển của Hàn Quốc. Nó không phải là thủ đô, mà thủ đô như các bạn đã biết là thành phố Seoul. Thế và câu trả lời là 아니요, 부산시는 한국의 수도가 아닙니다. Busan시, các bạn thấy ở đây có cái từ si, si ở đây là thành phố. Như chúng ta, ví dụ như khi mà chúng ta nói, chúng ta giới thiệu về thành phố, thủ đô hay là thủ đô của Việt Nam chẳng hạn, thì chúng ta cũng gắn từ si vào, ví dụ như là Ho Chi Minh si hay là Hanoi si, Hanoi không, hay là Hanoi sudo. Ở đây là gì nhỉ? Thủ đô của Hàn Quốc, thành phố Busan không phải là thủ
thủ đô của Hàn Quốc. Ví dụ tiếp theo, 그 사람이 베트남 사람입니까? Người đó, 그 사람, 그 là đó đúng không? 그 사람이 베트남 사람입니까? Người đó có phải là người Việt Nam không? 아니요, 그 사람은 베트남 사람이 아니라 한국 사람입니다. Các bạn thấy ở đây cái anita nó đã được biến dạng đi, nó sang thành anira, bởi vì đây nó nằm ở vị trí giữa câu, thế cho nên nó sẽ có cái dạng là như vậy, là anira. Anh ta không phải là người Việt Nam mà anh ta là người Hàn Quốc. Thế và khi các bạn có ai đó ví dụ như là hỏi các bạn chẳng hạn là bạn có phải là người Hàn Quốc không, hay là quốc tịch của bạn, quốc tịch của bạn có phải là người ở Hàn Quốc không? Ví dụ như tôi hỏi là 한국 국적입니까? Bạn sẽ trả lời như thế nào? 아니요, 저는 한국 국적. 아니라. 아니라 베트남 국적입니다. Đúng rồi. 저는 한국 국적 아니라 베트남 국적입니다. 국적은 quốc tịch. 국적 tức là quốc tịch. Đó là trường hợp mà chúng ta sẽ sử dụng với anida. Nếu đúng ở cuối câu thì nó sẽ có cái dạng là anida imnika hay là imnita. Thế nhưng khi đứng ở giữa câu thì nó sẽ biến đổi thành momo anira. Thế và chúng ta sẽ chuyển sang một cái hình thức, một cái dạng phủ định khác. Đó là phủ định đối với động từ. Động từ kết hợp với momo chian tha hoặc là có cái từ an kết hợp với động từ. Thông thường thì momo chian tha kết hợp với những cái động từ dài trong câu. Thế còn an mà đứng trước động từ, đứng trước một cái động từ ngắn, thường có khi mà có những động từ ngắn thì người ta sẽ dùng cái từ phủ định là an. Thế và các bạn phải nhớ là momo chian tha thì luôn luôn đứng đằng sau động từ, còn an thì luôn luôn đứng đằng trước động từ. Thế và chúng ta sẽ đọc những cái ví dụ cụ thể nhé. Thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc cho các bạn nghe. 음식이 너무 매워요. 맵지 않는데 입맛에 맞지 않아요. Và bây giờ các bạn đọc cùng với thầy nhé. 네, 다시 한번 해주세요. 음식이 너무 매워요. 음식이 너무 매워요. 맵지 않는데 입맛에 맞지 않아요. 맵지 않은데 입맛에 맞지 않아요. Đúng rồi, umsiki no mu meo yo, món ăn có cay quá không? Umsik là món ăn, no mu là quá hay là rất đúng không? Mepta, các bạn thấy ở dưới này thì có cái từ mepta là từ nguyên dạng của cái tính từ cay. Mepchi anende, hitmase matchi anayo. Các bạn thấy là ở đây cái từ mepta nó cũng là một cái tính từ ngắn, thế nhưng mà người ta cũng có thể kết hợp với cả một mùa hachian tha. Các bạn có thể kết hợp những cái này, nó cũng khá là linh hoạt ấy, cũng không nhất thiết là chúng ta là chúng ta phải trường hợp này phải dùng với an hay trường hợp này phải dùng với mục hachian tha, chúng ta có thể dùng thay thế cho nhau được. Mep chian nin te và momo chian tha kết hợp với cấu trúc nin te có nghĩa là không cay, tuy là không cay thế nhưng mà ít mát se mat chian nayo. Ít mát là khẩu vị của chúng ta. Imase matchi anayo là gì nhỉ? Không hợp với khẩu vị. Matta là đúng hay là hợp. Tuy là không cay thế nhưng không hợp với khẩu vị của tôi. Chúng ta chuyển sang những cái ví dụ tiếp theo nhé. Để hơi tông hoa xin xin mình. Để ý câu chú xé ó. 날씨가 추워요? 안 추운데 바람이 좀 세요. 왜 학교에 안 나왔어요? 몸이 안 좋아서 못 나왔어요. Và thầy sẽ đọc lại một lần nữa và các bạn cùng đọc theo nhé. 날씨가 추워요? 날씨가 추워요? 안 추운데 바람이 좀 세요. 안 추우는데 바람이 좀 세요. 왜 학교에 안 나왔어요? 왜 학교에 안 나왔어요? 몸이 안 좋아서 못 나왔어요. 몸이 안 좋아서 못 나왔어요. 못 나왔어요. 못 나왔어요. 날씨가 추워요?
Thời tiết lạnh. Thời tiết có lạnh không? 안 추운데 바람이 좀 세요. 안 추운데, các bạn thấy ở đây đã dùng cái từ phủ định là an và đính trước tính từ. 춥다 có nghĩa là lạnh. 춥다. Tôi sẽ ghi cái động từ tính từ nguyên dạng ra đây cho các bạn thấy. Thế nhưng ở đây nó là cái piụt, nó là puncuchic, thế cho nên khi kết hợp với cấu trúc momo niente nó đã biến thành cái dạng là 추운데 바람이 좀 세요. 바람 là gió, 좀 세요 gió thì hơi mạnh một chút, 세다 là mạnh. 왜 학교에 안 나와요? 안 나왔어요? Tại sao lại không đến trường? 몸이 안 좋아서 못 나왔어요. Mom là gì nhỉ? Là người hay là cơ thể? Vì là người không được tốt, không được khỏe, cho nên là mốt nào giờ tôi đã không thể đến trường được. Các bạn đã thấy xuất hiện ở đây có cái từ mốt là gì nhỉ? Không thể, chứ không 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 đơn thuần là cái nghĩa là không nữa. Nó nói đến cái khả năng có thể hay không thể. Chúng ta, bạn có thể đặt, bạn Ngọc có thể đặt cho tôi một ví dụ trong cái trường hợp này không nhỉ? Bạn sử dụng muốn mua chèn thà hoặc là an. Suốt thời gian này, tham bè phiêu miền an đời. Bạn Ngọc đã dùng một cái cấu trúc mà một cái cấu trúc cũng là phủ định, thế nhưng mà trong một cái trường hợp mà chúng ta sẽ bây giờ chúng sắp tới đây chúng ta mới học, có nghĩa là nếu như làm việc gì đó thì không được. Suốt thời gian này tham bê phiêu miên ăn thình ăn đều là gì nhỉ? Trong buổi học thì nếu như mà hút thuốc thì không được. Đó là cái phần mà chúng ta sắp tới đây thì chúng ta sẽ học. Thế còn khi mà sử dụng đơn giản mồ mua hát triển thà với an thì các bạn sẽ nói như thế nào? 오늘 시간 오늘 날씨가 너무 덥지 않아요? 덥지 않아요? 덥지 않아요? Là gì nhỉ? Thời tiết hôm nay là không, đúng rồi, không nóng lắm phải không? Nè, thập chi ảnh nào. Vâng, không nóng đúng không? Và đây là cái trường hợp mà tôi vừa mới nói với các bạn, đó là cái dạng phủ định, khả năng thực hiện một hành động nào đó với cái ngữ, với cái nghĩa là không thể. Động từ khi chúng ta kết hợp với động từ dài đó thì là động từ sẽ kết hợp với mồ mua chi mốt tha tả. Thế và nếu chúng ta chỉ dùng cái từ mốt thôi thì chúng ta sẽ đặt mốt đằng trước động từ. Thế và các bạn sẽ nghe thầy Hồ Tông Hoan đọc các ví dụ nhé. 나라 여행을 같이 갈까요? 제가 시간이 안 돼서 못 가겠습니다. 약속을 왜 안 지켰어요? 죄송합니다. 갑자기 일이 생겨서 약속을 지키지 못했습니다. 다리가 다쳐서 못 걸어가요. 걷지도 못하면 많이 다친 것 같네요. Và bây giờ thầy sẽ đọc lại một lần nữa. Các bạn đọc cùng với thầy nhé. 나랑 여행을 같이 갈까요? 나랑 여행은 같이 갈까요? 제가 시간이 안 돼서 못 가겠습니다. 제가 시간이 안 돼서 못 가겠습니다. 약속을 왜 안 지켰어요? 약속은 왜 안 지켰어요? 죄송합니다. 갑자기 일이 생겨서 약속을 지키지 못했습니다. 죄송합니다. 갑자기 일이 생겨서 약속을 지키지 다리가 다쳐서 못 걸어가요. 다리가 다쳐서 못 걸어가요. 걷지도 못하면 많이 다친 것 같네요. 걷지도 못하면 많이 다친 것 같네요. Rồi, và tôi sẽ giải thích những cái ví dụ này. 나랑 여행을 같이 갈까요? Là gì nhỉ? Là những từ mà các bạn đã biết rồi đúng không? Là bạn có cùng đi du lịch với tôi không? Yoheng kata là đi du lịch. Narang là gì nhỉ? Với tôi. Thế và cái mùa mua rang, y rang. Nếu như kết hợp với một cái danh từ là có mà có bạch chim, tức là có phụ âm cuối đó, thì nó sẽ là y rang.
Thế còn nếu như không có phụ âm cuối thì nó sẽ kết hợp thẳng với rang. Thế và các bạn lưu ý là những cái trường hợp rang này nó chỉ sử dụng trong văn nói thôi. Thế còn văn viết người ta sẽ không dùng cái từ rang này, mà người ta sẽ thường dùng là mùa mua hoa qua với ai hay với gì đó. 제가 시간이 안 돼서 못 가겠습니다. Thời gian của tôi không được, thế cho nên là tôi sẽ không thể đi được. 제가 시간이 안 돼서. 약속을 왜 안 지켰어요? 약속 là lời hứa hay là lời hẹn, đúng không? 왜 안 지켰어요? Tại sao lại không giữ hẹn? 지키다. 지키다 là giữ. 약속을 지키다 là giữ lời hứa. 지키다. 죄송합니다. 갑자기 일이 생겨서 약속을 지키지 못했습니다. Xin lỗi. 갑자기 là gì nhỉ? Bỗng nhiên hay là đột nhiên? 갑자기. 일이 생겨서 có một việc gì đó xảy ra. 생기다, 뭐뭐 생기다 là một cái gì đó xảy ra hay một cái gì đó phát sinh. 약속을 지키지 못했습니다. Và bởi vì có việc phát sinh, thế cho nên là tôi đã không thể giữ lời hứa được. Và các bạn lưu ý ở đây là 못하지 못하다. Chúng ta không đọc là 못하다 mà chúng ta sẽ đọc là 못하다. Cái siọt này, cái siọt nó kết hợp với cả cái hiện đứng đằng sau, các bạn sẽ phải đọc là 더 못하다. 지키지 못했습니다 hay là 지키 못했어요. Chứ chúng ta không đọc là 지키지 못했습니다. Đó là cái quy tắc đọc của người Hàn mà các bạn phải lưu ý và đọc theo. 다리가 다쳐서 못 걸어가요. 다리 là chân. Thế và nó có một nghĩa nữa là cái cầu. Cái cầu cũng có nghĩa là cũng là cái từ 다리 này. 다치다 là gì nhỉ? Bị thương. 다치다 là bị thương. Bởi vì chân bị thương thì cho nên là 못 걸어가요, tôi không thể đi bộ được. 걷다. À xin lỗi các bạn, 걷다. 걷다. Bản thân cái từ 걷다 này đó là như là bước đi đó. Thế và cái thi gật này nó là cái cũng là cái trường hợp Prinkyuchik, thì cho nên là khi kết hợp với Momo Kata có nghĩa là đi bộ, nó đã biến thành 걸어가요, 걸어가다. 걷지 못하면, ở đây có dưới này đã có cái từ 걷다, có cái từ đi bộ ở từ nguyên dạng. 걷지도 못하면 많이 다친 것 같네요. Đến đi bộ mà cũng không thể đi được, nếu như mà đi bộ cũng không thể đi được thì có lẽ là hình như là bạn đã bị thương rất là nhiều. 걷지도 못하면, các bạn thấy là tôi đã ghép cái 못치도 못하다 này với 못치 못하다 này với cả cái tiểu từ tô vào nữa, là đến đi bộ mà cũng không thể đi được thì hình như là đã bị thương rất là nhiều. Thế và chúng ta sẽ xem thêm một vài ví dụ trong cái trường hợp này nữa. Thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc cho các bạn nghe nhé. Nghe câu chú xéo. 왜 갑자기 말을 안 해요? 선생님이 들어오신 것을 못 봤어요. 왜 오늘 운전을 안 해요? 술을 마셔서 운전을 못 하지요. 요즘에 게을러서 아침에 운동을 안 해요. 내가 일찍 출근하니까 아침에 운동을 못 해요. 아, 그리고 여러분 한번 따라해 보세요. 왜 갑자기 말을 안 해요? 왜 갑자기 말을 안 해요? 선생님이 들어오신 것을 못 봤어요? 선생님이 들어오신 것을 못 봤어요? 못 봤어요? 못 봤어요. 왜 오늘 운전을 안 해요? 왜 오늘 운전을 안 해요? 술을 마셔서 운전을 못 하지요. 술은 마셔서 운전을 못하지요. 못하죠. 못하죠. 요즘에 게을러서 아침에 운동을 안 해요. 요즘에
요즘에 개운하라서 아침에 운동은 안 해요. 내가 일찍 출근하니까 아침에 운동을 못 해요. 내가 일찍 출근하니까 아침에 운동은 못 해서. 못 해요. 못 해요. 아, 왜 갑자기 말을 안 해요? nghĩa là gì nhỉ? Tại sao tự nhiên bạn lại không nói gì cả vậy? 말을 안 하다. Các bạn lưu ý ở đây trong trường hợp này, với những cái động từ mà nó là cái sự kết hợp giữa danh từ với cả hata thì ở giữa các bạn có thể dùng cho an vào. Thế nhưng mà chúng ta sẽ phải có un ru ở đằng sau cái danh từ đó. Trong trường hợp này bình thường là maru hata đúng không? Thế thì và chúng ta sẽ cho an vào cái từ vào giữa cái maru đó trước maru và hata. Và nếu như không muốn dùng như vậy thì các bạn cũng có thể dùng một mô ha chi an ta cũng được. Ue kapchaki maru ha chi an nào. Như thế cũng được không sao cả. Sensei-nimi drooshin geotseul mot bassoyo. Sensei-nimi drooshinda là gì nhỉ? Sensei-nimi drooshin geot là gì? Cái việc mà thầy giáo đang đi vào. Thầy giáo đi vào. Không, bạn không nhìn thấy thầy giáo đang đi vào à? Bởi vì đây nó là sự kết hợp của hai động từ, thế cho nên là trước đó các bạn phải nhớ là chúng ta phải danh từ hóa cái vế trước, cái động từ đằng trước đi đúng không? Và một trong những cách danh từ hóa đó là kết hợp với cái cấu trúc mồm nhiên hay là nên cột. Ví dụ tiếp theo. 왜 오늘 운전을 안 해요? Tại sao hôm nay anh lại không lái xe? 운전하다 là lái xe. 술을 마셔서 운전을 못하죠. Bởi vì sao nhỉ? 술을 마셔서, bởi vì tôi uống rượu thì cho nên là sẽ không thể lái xe được. Và các bạn cũng lưu ý lại một lần nữa là chúng ta sẽ đọc là 운전을 못하죠, 못하다 chứ không phải là 못하죠. 요즘에 게으러서, 게으러서 아침에 운동을 안 해요. 요즘에 là gì? Gần đây, dạo này. 게으르다. Động từ tính từ nguyên dạng của nó là 게으르다. Có nghĩa là lười. Thế nhưng đây ở trong trường hợp này ấy, thì là nó đã được kết hợp với cấu trúc mồm a ơ sơ. Thế cho nên cái rư này nó lại là trường hợp punctuatric và nó đã biến đổi thành 게으르다. Và buổi dạo này thì tôi lười, thế cho nên là buổi sáng tôi không tập thể dục. 아침에 운동을 안 해요. 내가 일찍 출근하니까 아침에 운동을 못 해요. 출근하다 là gì nhỉ? Đi làm. Bởi vì tôi đi làm sớm, thế cho nên là 아침에 운동을 못 해요. Tôi không thể nào tập thể dục vào buổi sáng được. Bạn có thể đặt cho tôi một ví dụ trong trường hợp như này không? 저는 수영 못해요. 수영을 못해요. 라 gì nhỉ? 수영하다 là bơi. Bạn ấy nói là tôi không thể bơi được. 수영하다. 한국말을 잘 하세요? 아니요. 잘 못해요. 해라. 잘하지 못했어요. 그러면 공부 열심히 하세요. Chúng ta sẽ chuyển sang cái trường hợp ngữ pháp thứ hai trong bài ngày hôm nay, đó là cấu trúc mồm 으로 해서. Cấu trúc này sẽ luôn luôn đứng sau một cái danh từ chỉ địa điểm, thế và biểu thị rằng các bạn đã đi qua cái địa điểm đó xong sau đó mới đến một cái địa điểm khác. Thế và trong tùy từng trường hợp thì chúng ta sẽ có những cách dịch khác nhau. Như là nếu như mà đi qua một nước nào đó thì chúng ta có thể dịch là quá cảnh. Thế và đi qua một cái địa điểm nhỏ thì chúng ta có thể dịch là ghé qua. Chẳng hạn như vậy. Và mời các bạn xem những cái ví dụ trong trường hợp này. Thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc cho các bạn nghe nhé. Tôi chưa giới ó. 미국에 직항 비행기가 있습니까? 아니요. 한국으로 해서 미국에 갑니다. 네, 여러분 그 선생님에 따라 한번 해보세요.
미국에 직항 비행기가 있습니까? 미국에 직항 비행기가 있습니까? 아니요. 한국으로 해서 미국에 갑니다. 아니요. 한국으로 해서 미국에 갑니다. 미국에 직항 비행기가 있습니까? 비행기 là máy bay. Thế và trực thăng đó là máy bay, chúng ta có thể nói là như thế nào nhỉ? Máy bay, tức là cái tuyến thẳng đến đâu đó. 미국에 직항 비행기가 있습니까? Có cái máy bay mà đến thẳng Mỹ không? 아니요, 한국으로 해서 미국에 갑니다. Không. Và tôi phải làm sao nhỉ? Tôi phải quá cảnh qua Hàn Quốc rồi mới đi đến Mỹ được. Chúng ta chuyển. Trực hang, hang ở đây là hành, tức là người ta nói đến cái chuyến bay thẳng. Thế còn trực hang, tức là hang là hàng không, hang cùng ấy. Thì hai cái từ này có thể dùng đổi cho nhau được, thế nhưng mà nó cái nghĩa nó có chỉ khác một chút thôi. Nhưng trong trường hợp này thì chúng ta có thể dùng trao đổi cho nhau được. Trực hang là chuyến bay thẳng, thế còn trực hang thì tức là cái đường bay ấy, đường bay thẳng. Thế và chúng ta xem một số những trường hợp ví dụ tiếp theo và Hờ Tùng Hoan Sơn Thanh Nghiêm sẽ đọc cho các bạn nghe nhé. 어디로 해서 왔어요? 호치민시로 해서 왔습니다. 어디로 해서 집에 갑니까? 병원으로 해서 집에 갑니다. 홍콩으로 해서 하노이에 가는 비행기가 있습니까? 있는데 가격이 비쌉니다. 태국으로 해서 하노이에 가면 가격이 싼데요. 친구 집으로 해서 학교에 왔어요. 그래서 늦었군요. Thế và bây giờ các bạn đọc cùng với thầy Hơ Tông Hoan nhé. 어디로 해서 왔어요? 어디로 해서 왔어요? 호지민시로 해서 왔습니다. 호지민시로 해서 왔습니다. 어디로 해서 집에 갑니까? 어디로 해서 집에 갑니까? 병원으로 해서 집에 갑니다. 병원으로 해서 집에 갑니다. 홍콩으로 해서 하노이에 가는 비행기가 있습니까? 홍콩으로 해서 하노이에 가는 비행기가 있습니까? 있는데 가격이 비쌉니다. 태국으로 해서 하노이에 가면 가격이 싼데요. 있는데 가격이 비쌉니다. 가격이 비쌉니다. 태국으로 해서 하노이에 가면 가격이 싼데요. 친구 집으로 해서 학교에 왔어요. 친구 집으로 해서 학교에 왔어요. 그래서 늦었군요. 아, các bạn xem những trường hợp này nhá. 어디로 해서 왔어요? 아, bạn đã ghé qua đâu rồi đến đây, hay là bạn đã quá cảnh ở đâu rồi đến đây? 호치민시로 해서 왔습니다. Tôi đã ghé qua thành phố Hồ Chí Minh rồi mới đến đây, đúng không? 어디로 해서 집에 갑니까? Là gì nhỉ? Bạn ghé qua đâu rồi mới về nhà vậy? 병원으로 해서 집에 갑니다. 병원 là gì? Bệnh viện, đúng không? 병원으로 해서 집에 갑니다. 홍콩으로 해서 하노이에 가는 비행기가 있습니까? Ở đây là các bạn thấy có một cái vế câu dài, nó được chuyển sang cái dạng định ngữ đó. Chúng ta phải dịch từ cái từ phiêngki này trở lên, tức là gì nhỉ? Có cái máy bay mà đi quá cảnh qua Hồng Kông rồi đến Hà Nội không? Đúng không? Hồng Kông đô hè số Hà Nội khả nên phiêngki cả. Cái máy bay mà đi quá cảnh qua Hồng Kông rồi đến Hà Nội thì có cái máy bay như vậy không? 있는데 가격이 비쌉니다. Có, tuy là có, thế nhưng mà 가격이 là gì nhỉ? Giá cả.
Giá thì rất là đắt. 비쌉니다. 비싸다 là đắt. 태국으로 해서 하노이에 가면 가격이 싼데요. 태국 là Thái Lan. Nếu như bạn đi qua Thái Lan rồi mới đến Hà Nội thì giá sẽ rẻ hơn. Đó là cái ví dụ thứ ba. Thế và ví dụ cuối cùng. 친구 집으로 해서 학교에 왔어요. Tôi đã ghé qua nhà của bạn. 친구 집으로. Tôi ghé qua nhà của bạn rồi. 학교에 왔어요. Tôi mới đến trường học. 그래서 늦었군요. À vì vậy. Hóa ra vì vậy mà bạn đã muộn. 늦었군요. Đây là cái đuôi câu cảm thán đúng không các bạn? Và khi nó kết hợp với tính từ thì các bạn nhớ là nó sẽ không có 는. Khi kết hợp với động từ thì nó sẽ là cấu trúc 뭐뭐 늦었군요. Thế nhưng ở trong trường hợp này 늦다 là tính từ thì cho nên nó là 늦었군요. 질문 하나 만들어 주세요. 공원으로 해서 집에 돌아가요. 집에 돌아가요. 공원으로 해서 집에 돌아가요. Là gì nhỉ? À, bạn ấy đã ghé qua công viên rồi mới quay trở về nhà. Chúng ta chuyển sang một cái phần phát tiếp theo trong bài ngày hôm nay. 뭐뭐보다. À, đây là một cái tiểu từ so sánh có cái nghĩa là hơn. À, như các bạn nhìn thấy ở trong bài thì tôi đã ghi cái nó như là một cái cấu trúc ấy, một cái cấu trúc ấy. À, mùa A xong rồi B, bồ ta thì nó có nghĩa là A hơn B. À, thế và các bạn sẽ xem những cái ví dụ cụ thể để chúng ta hiểu rõ hơn về trường hợp này nhé. Và thầy Hơ Tung An sẽ đọc cho các bạn nghe ví dụ. 동생과 언니 중에 누가 더 예뻐요? 언니는 동생보다 더 예쁜데 동생이 언니보다 더 착해요. 네, 여러분 한번 따라해 보세요. 동생과 언니 중에 누가 더 예뻐요? 동생과 언니 중에 누가 더 예뻐요? 언니는 동생보다 더 예쁜데 동생이 언니보다 더 착해요. 언니는 동생보다 더 예쁜데 동생이 언니보다 더 착해요. 동생과 언니 중에 누가 더 예뻐요? 동생 là em, đúng không các bạn? 언니 là chị. Thế nhưng là gì nhỉ? Chị ở cái hình thức như nào? Chị khi mà con gái, em gái nói với chị gái. Thế còn khi mà là em trai nói với chị gái, chúng ta sẽ phải dùng từ gì nhỉ? Nuna. Nuna. Các bạn nhớ điều này nhé, để chúng ta dùng cho nó không bị lẫn. Nếu con gái nói với con gái thì sẽ là only. Còn con trai nói với con gái thì sẽ là Nuna. 동생과 언니 중에. Chung ở đây chính là trong. Trong người em gái và người chị thì 누가 더 예뻐요? Ai đẹp hơn? 언니는 동생보다 더 예쁜데. Chị thì làm sao thì đẹp hơn em. Thế nhưng mà 동생이 언니보다 더 착해요. Nhưng em thì lại hiền hơn chị. 착하다 là hiền. Chúng ta sang những cái ví dụ tiếp theo nhé. Để Hơ Tung Hoan xin cờ chia. 한국말을 잘 발음하려면 테이프를 열심히 들으세요. 제 생각에는 테이프를 듣는 것보다 한국 사람과 직접 이야기하는 것이 더 낫습니다. 네, 여러분 한번 따라해 보세요. 한국말을 잘 발음하려면 테이프를 열심히 들으세요. 한국말은 참 발음하려면 잘 발음하려면 잘 발음하려면 테이프를 열심히 들으세요. 제 생각에는 테이프를 듣는 것보다 한국 사람과 직접 이야기하는 것이 더 낫습니다. 제 생각에는 테이프를 듣는 것보다 한국 사람과 직접 이야기하는 것이 더 낫습니다. 그래서
한국말을 잘 발음하려면 테이프를 열심히 들으세요. 한국말 잘 발음하다 là gì các bạn? Phát âm đúng không? Nếu như mà muốn phát âm tốt, nếu bạn muốn phát âm tốt tiếng Hàn Quốc thì tape là chính đây chính là một cái từ người ta phiên âm ra từ tiếng Anh, đó chính là tape là cái băng á, băng cassette. 열심히 들으세요. Bạn hãy chăm chỉ nghe băng. Đây là gì nhỉ? Thực tà. Thực tà có nghĩa là nghe đúng không các bạn? Thế và khi kết hợp với cái đuôi mù mô UCO này thì nó lại chuyển sang cái dạng là cái thiệt phun kiêu trích á, là chuyển sang liền thứ rư dẻo. Chế sinh các cái nền thế bư rư thực nên cột bồ ta Hàn Quốc xa ram qua trực chấp ya khi hàn nên cột si thô nạt sư mì ta. Các bạn thấy là ở đây mùa mùa bồ ta nó không đơn giản là kết hợp với danh từ nữa, mà nó đã kết hợp với cả một vế câu, tức là cả một cái ngữ, và nó đã được danh từ hóa bằng cái cấu trúc mùa mùa nâng cợt, đúng không? Chế sinh các kế nên là gì? Theo tôi, theo suy nghĩ của tôi thì thê phư rư thực nâng cợt bồ ta hơn cả cái việc nghe băng thì Hàn Quốc xa ram qua trực chốc ya ki hàn nên cợt si thơ nạt sư mì ta. Cái việc mà nói chuyện trực tiếp với người Hàn Quốc, trực chớp là trực tiếp, cái việc nói chuyện với trực tiếp với người Hàn Quốc thì sẽ tốt hơn là hơn cái việc là nghe băng. Đó là theo suy nghĩ của tôi. Các bạn thấy ở đây có xuất hiện cái từ là phù ta, thế và thơ cũng là hơn, cũng có nghĩa là hơn. Thế đấy, và cái này thì nó không kết hợp với danh từ, mà nó hoạt động như một phó từ đứng trước động hay là tính từ. Và chúng ta sẽ sang một cái ví dụ tiếp theo trong trường hợp này nhé. Và thầy Hơi Tông An sẽ đọc cho các bạn nghe. 나이와 랑 중에 누가 한국말을 더 잘해요? 나이는 랑보다 더 잘해요. 그 회사는 월급을 많이 줘요? 월급이 많이 주는 것보다 일이 재미있는 것이 더 중요해요. 요즘에 젊은 사람들이 밥을 사 먹어요? 네, 해 먹는 것보다 사 먹는 것은 더 편해서요. 네, 여러분 한번 따라해 보세요. 나이와 란 중에 누가 한국말을 더 잘해요? 나이와 란 중에 누구? 누가 한국말은 더 잘해요? 더 잘해요? 더 잘해요? 나이는 란보다 더 잘해요. 나이는 란보다 더 잘해요. 그 회사는 월급을 많이 줘요? 그 회사는 월급을 많이 줘요? 월급이 많이 주는 것보다 일이 재미있는 것이 더 중요해요. 월급이 많이 주는 것보다 일이 재미있는 것이 더 중요해요. 요즘에 젊은 사람들이 밥을 사 먹어요? 요즘에 젊은 사람들이 밥은 사 먹어요? 사 먹어요. 사 먹어요. 젊은 사람들이 젊은 사람들이 젊은 네, 해 먹는 것보다 사 먹는 것은 더 편해서요. 네, 해 먹는 것보다 사 먹는 것은 더 편해서요. 더 편해서요. 더 편해서요. 또 sẽ giải thích những cái ví dụ này. 마이와 란 중에 누가 한국말을 더 잘해요? Trong Mai, trong bạn Mai và bạn Lan thì ai nói tiếng Hàn Quốc giỏi hơn, đúng không? Và các bạn ở đây các bạn chỉ cần lưu ý một điều là cái chal ha ta cha thì bởi vì liền mà đằng sau kết hợp với hiệt là một cái phụ âm vô thanh, thì cái liền này nó sẽ đọc luyến lên cái hiệt đằng sau là cha đéo, chứ người ta không nói là chal héo. Các bạn lưu ý ở chỗ đấy. 마이는 란보다 더 잘해요.
Mai thì giỏi hơn Lan, Mai nói tốt hơn Lan. Các bạn thấy là người ta rất thường dùng cái từ puta và cả puta và thơ. Nó chỉ có một nghĩa, cả hai từ nó đều cùng có cái nghĩa là hơn thôi. Thế nhưng người ta thường dùng kết hợp cả với nhau. 그 회사는 월급을 많이 줘요. Cái công ty đó thì có trả lương cao không? Có trả nhiều lương không? 월급 là lương tháng. 월급. Đây là cái từ lương tháng. Các bạn thấy là nó đã được ghép từ cái hai từ 월 là tháng đúng không? Và 급 chính là lương. Thế và có ở Hàn Quốc người ta có một cái chế độ gọi là lương năm nữa. Thì cái từ đó là 연봉. Tôi sẽ ghi ở đây cho các bạn. 연봉. 연 là niên. Thế và 봉 theo tiếng Hán nó chính là, các bạn trong tiếng Việt của chúng ta có từ là lương bổng đó. Thì cái bông này nó chính là xuất phát từ cái bổng, cái từ của từ cái bổng bổng trong tiếng Hán. Nhân bông là lương của năm. Tức là cái lương mà đã cộng toàn bộ lương tháng và các cái chế độ thưởng hay là phụ cấp khác lẫn vào đó. 월급이 많이 주는 것보다 일이 재미있는 것이 더 중요해요. Là gì nhỉ? Đây lại là puta kết hợp với cả một cái vế câu và đã được danh từ hóa. Cái việc mà công việc thú vị thì theo tôi còn quan trọng hơn là cái việc là có trả nhiều lương hay không, đúng không? Chúng yêu ha ta là quan trọng. 요즘에 젊은 사람들이 밥을 사 먹어요. Các bạn lưu ý ở đây có cái tính từ 젊다. 젊다, các bạn thấy ở đây nó cái bạt chim của nó có hai động từ đúng không? Là liền và miềm. Bởi vậy mà khi các bạn sẽ rất là thắc mắc là khi mà chúng ta đọc thì chúng ta sẽ đọc như thế nào, đọc cái bạt chim của cái phụ âm nào. Các bạn nhớ rằng khi mà nếu mà đọc ở cái dạng tính từ nguyên thể term tà thì chúng ta sẽ đọc cái âm liền, bạt chim là âm liền, term tà. Thế còn khi đằng sau nó kết hợp với một cái từ khác nữa, và đằng sau ở đây cụ thể trong trường hợp này là kết hợp với ân, thì các bạn sẽ đọc là đọc lấy cái từ term ấy thì là lấy cái phạt chim là liền và cái niềm thì là luyến lên, cái ân ở đằng sau là termun saram từ gì, termun saram từ gì, papul sam ở gọi không. Gần đây thì những cái người trẻ thanh niên đó thì papul sam ở gọi là gì nhở, các bạn thấy ở đây có cái hai sự kết hợp giữa từ động từ sa tà và mực tà là mua về ăn chứ không phải là nấu ăn. Nếu như mà là nấu ăn ấy thì người ta hay nói là 밥을 해 먹어요. 밥을 해 먹다 là nấu ăn, tự nấu ăn. Thế còn mua đồ ăn sẵn về ăn ấy thì là 사 먹어요. Nè, 해 먹는 것보다 사 먹는 것은 더 편해져요. Đây các bạn thấy ở dưới này cũng có cái từ đấy rồi. 해 먹는 것보다 sa mực nên cột xương thờ phiên hay rồi phiên na tà là tiện lợi hay là thoải mái, bởi vì là cái việc mua về ăn thì tiện hơn là nấu để ăn. Đó là toàn bộ những cái ví dụ của cấu trúc mồ mua pô ta. Thế và chúng ta sẽ chuyển sang một cấu trúc ngữ pháp cuối cùng trong bài ngày hôm nay, đó là cấu trúc mồ mua ha cô ý sớt tà. Các bạn đã được học cái cấu trúc mồ mua ha cô tà, tức là ở thời hiện tại đúng không? Tức là đang làm một cái gì đó ở tại thời điểm này, chúng ta đang làm một việc gì đó. Thế nhưng ở đây thì chúng ta lại thấy là mồ mua cô isất tà, tức là kết hợp với cái cấu trúc quá khứ, tức là bạn đã đang làm một cái việc gì đó, tức là tại thời điểm này tôi vẫn đang làm cái việc đó, thế nhưng cái việc đó nó đã diễn ra từ trước rồi. Thì chúng ta khi đó chúng ta dùng, có thể nói là đây là thời quá khứ tiếp diễn á. Thì chúng ta sẽ dùng cái cấu trúc này mà mua cô ý sớt tà. Thế và thầy Hơi Tông Hoan sẽ đọc cho các bạn nghe một lượt nhé. 아침부터 지금까지 뭘 하고 있었어요? 자고 있었어요. 공부를 하나도 안 하고 자고 있었어요? 아니요. 공부를 하고 있었는데 너무 졸려서 잠이 들었어요. 네, 여러분 한번 따라해 보세요.
아침부터 지금까지 뭘 하고 있었어요? 아침부터 지금까지 뭘 하고 있었어요? 자고 있었어요. 자고 있었어요. 공부를 하나도 안 하고 자고 있었어요? 공부는 하나도 안 하고 자고 있었어요? 아니요. 공부를 하고 있었는데 너무 졸려서 잠이 들었어요. 아니요. 공부를 하고 있었는데 너무 졸려서 잠이 들었어요. 아침부터 지금까지 뭘 하고 있었어요? Từ sáng đến giờ, từ sáng cho đến giờ thì bạn đã làm cái việc gì vậy? Chào cô sợ sợ. À, tôi đã đang ngủ. Tôi đã ngủ suốt từ lúc đó đến giờ. Đúng không? 공부를 하나도 안 하고 자고 있었어요. 공부를 các bạn thấy ở đây là có 하나도 là không phải đây là ở đây nó không có cái nghĩa là một mà nó có cái nghĩa tượng có cái nghĩa chỉ mức độ là một chút. 공부를 하나도 안 하고 tức là không học một chút nào mà chỉ có ngủ thôi à? 아니요, 공부를 하고 있었는데 너무 졸려서 잠이 들었어요. À không, tôi đã đang học thế nhưng mà 너무 졸려서 là gì nhỉ? 졸리다 là buồn buồn ngủ. 너무 졸려서 buồn ngủ. Trong một số trường hợp chúng ta có thể dịch là ngủ gật cũng được. 졸리다 vì buồn ngủ quá thế cho nên là 잠이 들었어요 là tôi đã bị ngủ quên đi mất. Thế và chúng ta sang những cái ví dụ cuối cùng trong bài ngày hôm nay nhé. Thầy Hơ Tông An sẽ đọc cho các bạn nghe. 내가 일을 하는 동안 너는 뭘 하고 있었어? 나는 책을 읽고 있었어. 어제 저녁에 뭘 하고 있었어요? 전화했는데 계속 통화 중이었어요. 그때는 여자친구랑 통화하고 있었어요. 지금까지 한국어를 배우고 있었어요? 네, 5년 동안 계속 배우고 있었어요. 여러분 한번 따라해보세요. 내가 일을 하는 동안 너는 뭘 하고 있었어? 내가 일을 하는 동안 너는 뭘 하고 있었어? 나는 책을 읽고 있었어. 나는 책을 읽고 있었어. 책을. 책을. Check là đây cái chiết là cái phụ âm bật hơi thì cho nên là bạn phải đọc mạnh ra, bật hơi ra. 책을 읽고 있었어요. 어제 저녁에 뭘 하고 있었어요? 어제 저녁에 뭘 하고 있었어요? 전화했는데 계속 통화 중이었어요. 전화했는데 계속 통화 중이었어요. 그때는 여자친구랑 통화하고 있었어요. 그때는 여자친구랑 통화하고 있었어요. 지금까지 한국어를 배우고 있었어요? 지금까지 한국어를 배우고 있었어요? 네, 5년 동안 계속 배우고 있었어요. 네, 5년 동안 계속 배우고 있었어요. 아, 그래서 내가 일을 하는 동안 너는 뭐 하고 있었어? Đây là câu phản mang đúng không các bạn? Câu nói trống không với các bạn bè. Trong lúc tôi đi làm việc thì bạn đã làm gì? 내가 chúng ta không dùng cái 저는 hay là 제가 nữa. Mà khi nói với bạn bè thì chúng ta chỉ dùng ở cái cấp là 내가 thôi. 나는 책을 읽고 있었어. Tôi đã đang đọc sách. 어제 저녁에 뭘 하고 있었어요? Tối hôm qua thì bạn đã làm gì vậy? 전화했는데 계속 통화 중이었어요. Tôi đã gọi điện thế nhưng mà thấy máy bận liên tục. Thông hoa chung là máy bận. Thế và cái động từ của nó là thông hoa ha tà. À các bạn thấy ở dưới này đã có rồi. Thông hoa ha tà có nghĩa là gọi điện thoại. Thế và thông hoa chung là gì nhỉ? Máy bận. Thường máy bận thì chúng ta dùng cái từ đó. 그때는 여자친구랑 통화하고 있었어요. Khi đó tôi đã
đang nói chuyện với các bạn gái, đã đang nói chuyện điện thoại với các bạn gái. 여자친구. Và ví dụ cuối cùng. 지금까지 한국어를 배우고 있었어요? À, cho đến bây giờ bạn vẫn đang học tiếng Hàn Quốc à? 네, 5년 동안 계속 배우고 있었어요. À, vâng, tôi đã học liên tục trong vòng 5 năm. 계속 là liên tục. 배우고 있었어요. Đó là toàn bộ những cái ví dụ trong cái cấu trúc mùa mùa cô isotta. À, bạn có thể đặt cho tôi một ví dụ được không? 저는 친구랑 채팅하고 있었어요. À, 채팅하다. Đây là cũng là cái từ mà lấy từ tiếng Anh ra. À, bạn nói là tôi đã đang chatting với cả bạn đúng không? Các bạn thân mến, đó là toàn bộ cái phần bài học của chúng ta ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn đã hiểu rõ và sẽ sử dụng tốt tất cả những cái cấu trúc này. Chào, xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong buổi học lần sau. 수고하셨습니다. Cảm ơn.